Trong quá trình mà em tư vấn khách hàng ấy, thì em gặp rất là nhiều câu hỏi. Nhưng có một câu hỏi mà em gặp rất rất là nhiều là trong khoảng giá từ 3 triệu đấy thì có cái mẫu nào ngon bổ rẻ, lặng gần trăm ký, khóa điện tử, có báo động mà lại còn bền bỉ nữa? Vậy thì hãy cùng em xem và giới thiệu cái mẫu sản phẩm này xem anh chị có hài lòng không nhé. Và ngay cạnh em viên đây là mẫu mà em muốn giới thiệu cho anh chị. Đây là sản phẩm của Việt Tiệp nhưng Việt Tiệp này rất là khác nhé có một điều em phải khẳng định là việc tiệp này là do công ty thiết bị vật tư ngân hàng sản xuất và lắp ráp và việc tiệp này là việc tiệp duy nhất ở trên thị trường ấy, có kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng có thẩm quyền và có kiểm định chống cháy của bộ xây dựng nhé và đầu tiên là chúng ta hãy xem về cái thiết kế cũng như là cái bảo mật của sản phẩm này nhé đầu tiên là chúng ta sẽ có cái thiết kế là hình chữ nhật đứng nhưng mà nó sẽ có phần phao chỉ ở bên dưới và phần chân này để uh, chắc là có thể là nó sẽ đẹp hơn so với mắt tùy từng người đấy. Nhưng mà với em ấy, với bản thân em thì em sẽ không thích cái phần vào chỉ này lắm. Em là người mà có phong cách hiện đại nên là em sẽ không thích cái kiểu cái kiểu mà phào chỉ truyền thống này đấy. Uh, phần dưới đáy thì không có bánh xe và là một mặt phẳng để chúng ta cố định và chống di chuyển được tốt hơn đấy. Uh, bên ngoài thì chúng ta sẽ có hai màu cơ bản nhé với phần cánh được giữ nguyên màu và phần thân sẽ có hai màu, một là màu nâu cà phê và hai là màu đen. Đấy, anh chị nếu thích cái màu nào thì hãy để em tư vấn nhé. Đấy. À, về phần cái cánh cửa này thì với hai phần mặt lề lồi này thì hai phần mặt đều lồi này em phải nói chính xác và đính chính cho anh chị một lần nữa là hai bản lề này thì không hề có chức năng an toàn như anh chị nghĩ nhá. Cái chức năng của nó chủ yếu là giữ cánh kết và quay comba thôi. Còn có cắt bản lề này ra thì cũng không thể mở được cái ra an toàn nó làm ở chỗ an toàn ở sau cánh két tí nữa em viên sẽ sâu cho anh chị xem nhé và hệ thống bảo mật ở đây thì chúng ta sẽ có là gồm một tay nắm ngoài này tay nắm trơn nhập khẩu một chìa khóa dạng bốn cạnh này và một bộ điện tử pin ngoài nhá anh chị nhá pin ngoài nghĩa là sao nghĩa là pin nó làm ngoài như này thì anh chị rất là dễ dàng thay thế khi hết pin đấy và một lần mua pin thì bốn cục và một lần sử dụng ấy mà cần thay pin ý, thì lên tới từ 10 đến 12 tháng anh chị nhé đấy rất là ok đấy để mở cái sắt này ra ấy, thì chúng ta cực kỳ là dễ dàng thôi chúng ta cho chìa khóa vào sau đó là chúng vặn chúng ta vặn một góc 90 độ như này sau đó chúng ta bấm mật khẩu thôi cách thao tác bấm mật khẩu là chúng ta bấm thăng này sau đó là nhập mật khẩu chúng ta cài đặt vào đây sau đó là thăng tiếp theo sau đó là chúng ta nhấc cái tay nắm này lên là chúng ta có đã có thể mở cái sắt ra đầu tiên khi chúng ta mở cái sắt ra thì chúng ta sẽ thấy ngay là phần cánh cửa và phần thân của cái két nó rất rất là dày, rất là dày luôn. Đấy. Ờ cái phần cánh này nó phải dày đến mấy mấy cm. Đấy. Và hơn nữa là chúng ta sẽ có thể thấy này là hèm cửa dạng tam cấp có ở phần cánh này và ở cả phần miệng két nữa thì giúp chúng ta là cái két này có khả năng chống cháy lên tới 1200 độ C trong hàng 2 giờ đồng hồ. Và cái hem cửa gấp này còn có một tác dụng nữa là chống khắt cái chỗ an toàn ở phía trong này. Và bây giờ em sẽ sâu cái chỗ an toàn cho anh chị xem Đây, nếu cần muốn sâu ra thì anh trai anh chị gần ấn vào đây thôi Là chúng ta sẽ thấy được là phía bên này là chỗ an toàn, phía bên này là chỗ an toàn Và trên này cũng có nữa Thì đảm bảo cho chúng ta là khi có kẻ gian cố tình mà lệ cánh cửa ra thì không thể nào lệ được Đấy, có bắt cắt cả bản lề nữa thì cũng không thể nào cắt được nhé Cũng không thể mở được ra Bắt buộc phải có chìa khóa và mật khẩu nữa Và bên trong lòng cái sắt thì chúng ta sẽ có là một căn kéo có khóa riêng và ngăn lớn phía dưới sẽ có thêm một cái đợt trưng ăn nữa. Cái đợt trưng ăn này chúng ta có thể tùy chỉnh được độ cao, lưng lên hạ xuống hoặc là tháo ra khi chúng ta không cần thiết. Đấy, rất là ok đúng không ạ? À, em nói thêm về một phần điện tử này. Phần điện tử này có một cái rất rất là hay là có khả năng báo động. Báo động như nào ạ? Báo động là báo động động tại chỗ khi có kẻ gian cố tình dò mật khẩu chúng ta, nhập sai mã quá bao lần nhé. Và khi có kẻ gian mà cố tình lậy phá vào cánh cửa và đập mạnh vào cánh cửa nó cũng sẽ hú và một điều nữa là khi mà có kẻ gian mà di chuyển mà rung lắc mạnh rung lắc mạnh nhá thì cũng sẽ hú đấy anh chị có thấy ok không ạ à? và sản phẩm này ấy, có giá thành cực kỳ là hay hay ho luôn ta chỉ có hơn 3 triệu một chút xíu thôi là anh chị có thể sở hữu được ngay rồi và kích thước sản phẩm này ấy, thì có chiều cao là 74 chiều rộng là 48 và chiều sâu là 38 trong lòng ấy thì lại để được vừa tất cả các loại giấy tờ như dạng A4 này và rộng hơn A4 nữa đấy anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này và muốn em tư vấn về sản phẩm khác nữa thì hãy alo ngay cho bên em bên em là cách phát tài vn hotline bên em là 0824 096 888 nhé